Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ ghé thăm cái vườn cam sành của mình. Nó đang nở bông và rụng nhị, nhưng ngay cái thời điểm là mưa bão này mọi người. Thì bữa nay mình mời mọi người cùng mình ghé thăm lại, xem cái khả năng thụ phấn và đậu trái con của nó như thế nào sau khi mình đã xử lý thuốc cùng với chủ vườn được hai bà cử ha mọi người. Đây là cái vườn bông đang rụng nhị đậu trái. Bữa nay nó rụng nhị muốn hết rồi đó, câu nhiều lắm rồi, rụng nhị hết 7 phần. Nay rụng cánh hết 7 phần nhờ mình xịt thuốc nè, đúng thôi, ngay cái đợt mưa này quá trời luôn. Mời cô rung gán con rung ngày nữa rồi, gạo ngày nữa rồi xong rồi coi mấy đợt sau không còn nhiêu đâu, gán giùm con mấy cây ra sao, mấy cây bự bự nè, gán làm con kỹ kỹ mấy cây bự nè, còn nhiều nè. Nha. Dạ. Đúng rồi, gán qua cái đợt bão cho trái nó im im cái này xong rồi khỏe rồi. Dạ. Bữa nay con thấy nó đậu trái con cũng tốt lắm á. Nó cũng có một mớ trái hư này mà ít điều trái điều. Tính nhờ xịt thuốc dữ thì chứ. Cô thấy xịt cho cái bông nó trắng tươi vậy, nó rụng trơn, cái trái nó xanh, đậu cái trái nó xanh. Đúng rồi, cô thấy nó xanh lẹ ở trên này, mấy cái tóp sau rồi nè, tóp đang rung mình rung rồi nè. Mới xịt rửa bông này nó trắng, cái bông nó trắng dữ luôn chứ. Dạ, đẹp quá đẹp luôn cái trên này nè. Dạ. Trời đậu quá trời đậu trái như được. Tính ra nó cũng nhẹ phân. Đấy, cái này mới vũ đây mà đẹp. Nếu mà sáng mai không có mưa thì cô đi đi vũ bên nào chưa gọi đó cô, vũ gạo gạo đi rồi kêu chú xịt thuốc cái bên này dài qua. Dạ dạ cho nó khỏe cô, chứ 3 ngày rồi cũng 2 cử 10 đêm rồi ngán lắm. Cho mấy cái trái nó đỡ đỡ một chút chứ mớ bông sao cho nó đậu được chắc. Thấy cũng đều lắm á. Cái tấp trước thì nó ra trước mà ngay mưa mà cô đi vũ xiên vũ như bởi nó đậu im nè. Trái xanh cảo. Dạ dạ 9-10 giờ xịt cũng được, cái này đâu có nắng đâu, trời nó ui ui thôi à. Dạ con thấy trước mắt giờ nó tượng trái cũng đều đều đẹp lắm rồi nè. Dưới đường cái nó cũng có rẻ nhưng mà ít, tôi thấy ít chưa đến đổi, chấp nhận được. Giờ tập trung giữ trái nhiều. Giữ trái giữa bông mà thôi. Ủa mấy cây. Cây xanh. Cây bật. Mời xịt thuốc đi làm giùm con cử bông nữa là xong rồi, hết bông như vậy. Tại cái này cô làm mình nên không kịp á, nó sót á. Chứ nó rụng hết trơn, rụng cánh hết rồi. Còn tấp sau mấy cây này thôi, mấy cây bự cây tốt của nó ra sao á. Dạ, ít nè, mấy cây này thì số lượng cũng như ít.
xịt cái rửa bông này coi dung dung nó dễ mà cái trái nó xanh lét. Bà hãm con lấy cô cái gói rửa bông nó cũng dễ xịt nữa không, mấy đó gói thằng phi, gói thằng phi không à. Dạ, cử rồi có nói cô là xịt nhiều mà dưỡng cho đậu trái với nó rửa bông được thêm luôn á tại đợt đó. Dạ cũng có mớ rẻ nè nhưng mà cái này xịt sao. Không 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 cô nè, cô thấy rất là bình thường đâu có gì đâu.